Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Yuki Data Road Reading của mình. Hôm nay mình sẽ có 3 tụ bài. Liệu Crush có tỏ tình với bạn hay không? Hay là hành động tiếp theo của Crush? Hoặc là tình cảm, diễn biến tiếp theo trong tình cảm của Crush và bạn? Ở đây mình có cái tụ số 1, tụ số 2, tụ số 3. Các bạn chọn cho mình một trong 3 tụ bài này thì mình sẽ đến với cái phần trả bài ha. Và trước khi vào cái trả bài á, thì mình có giới thiệu cái bộ bài này. Cái bộ bài mà mình, nó là hệ thống Tarot mình định phát hành lại, kèm theo cái video hướng dẫn từng lá bài do bản thân mình đã trải qua cái sự cảm nhận cái bộ bài và hiểu cái bộ bài, để mà truyền cảm hứng cho các bạn, cũng như là giúp các bạn cái bước đầu tiên trong cái việc là yêu thích Tarot. Vì vậy cho nên là bạn nào mà có nhu cầu mong muốn sở hữu cái bộ bài này cộng với cái video hướng dẫn của mình thì inbox Facebook cho mình. Bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 ha bạn ha. Chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ bài số 1. Ở đây thì mình thấy rằng là đầu tiên á, giữa bạn với cái người này á, mình cảm thấy rằng cái liên kết này giữa hai bạn á, dù là crush với nhau nhưng mà khá là hiểu nhau, khá là đồng cảm, thấu hiểu cho nhau. Bởi vì á, chắc là bạn với cái người này gặp nhau á, bạn với cái người này sẽ cảm thấy rất là nhiều cái sự có những cái điểm chung, có những cái sự chia sẻ được với nhau. Và mình thấy rằng là có thể rằng là khi mà hai người gặp nhau á, thì có một cái kích hoạt ở bên trong, cái niềm vui hoặc là một cái điều gì đó mà cảm thấy thoải mái lắm. Mà cái người nam này á, khi gặp bạn họ cảm thấy được cái điều đó, họ cảm thấy họ bỏ qua được những cái trách nhiệm, họ không cần phải nhớ đến những cái mệt mỏi, họ bỏ qua được những cái điều tiêu cực trong cuộc sống, họ cảm thấy nhẹ nhàng trong trong cái cuộc sống của mình, họ tìm thấy được cái cân bằng trong cái cuộc sống của mình, họ cảm thấy có thể được chia sẻ. Nhưng mà về cái tình cảm của cái người này dành cho bạn á, thì mình thấy rằng là cái người này họ vẫn chưa có nhìn thẳng hoặc là đối mặt vào cái tình cảm này, chưa có dám nhìn thẳng hoặc là đối mặt với cái cảm xúc, với cái tình cảm giữa hai người với nhau. Ở đây mình thấy rằng là cái tình cảm giữa bạn với cái người này chỉ có ở phía bên trong thôi, bên ngoài có thể là không thể hiện cái điều đó. Mình nghĩ rằng là bạn hoặc là cái người này, nói chung một trong hai người, có thể là cái người đó ha, cái crush, cái người crush của bạn á, là một người có một cái sự nghiện ngập nào đó, có một cái thói quen nào đó mà tiêu cực. Mình nói ví dụ như là luôn 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 nghĩ về những chuyện quá khứ, luôn luôn nhớ về những chuyện tiêu cực, hay ghen, hoặc là hay uống rượu, hay uống chất kích thích, hoặc là hay có một cái thói quen nào đó mà nó không tốt cho sức khỏe ha. Và mình thấy rằng là mối liên kết giữa bạn với cái người này là true love. Mình không biết giữa bạn với cái người này như thế nào ha, nhưng mà trong một số trường hợp, có một số bạn ở trong này á, thì có cái người crush này của bạn á, cái tình cảm cái người crush này dành cho bạn á, đôi khi nó có những cái điểm mà cái tính cách của cái người đó nó hơi tự ái một chút xíu, hoặc là hơi giận lẫy, hơi trẻ con ha. Trong một số trường hợp thì cái người crush của bạn đã từng có gia đình, đã từng trải qua một lần có gia đình ha. Ở đây mình thấy rằng là cái hành động tiếp theo mà cái người này á, sẽ làm cho cái mối quan hệ này á, thì mình thấy rằng là họ chưa có tỏ tình với bạn. Có thể là họ cái ở cái giai đoạn này á, chưa phải là đúng cái thời điểm. Mình thấy rằng cái người này họ vẫn còn cân đong đo đếm, hoặc là họ vẫn còn gọi là bảo lưu cái tình cảm này lại, chứ họ chưa có một cái bước tiến tiếp theo. Ở đây á, có thể bạn với cái người này sẽ phải có một cái sự chia xa nhau, hoặc là có một cái sự tạm biệt nhau một thời gian ngắn và giữ liên lạc làm bạn bè. Mình thấy cái tình cảm này giữa bạn với cái người này á, là rất là tích cực,
cực ở đây á, là những người bạn với nhau á, chia sẻ được những cái cảm xúc bạn bè với nhau á, chia sẻ được nhiều điều trong cuộc sống á. Giữa bạn với cái người này hay có những cái sự giận hờn, giận dữ gì đó và phụ thuộc cảm xúc. Mình nghĩ rằng cái mối quan hệ giữa bạn với người này ban đầu rất là tuyệt vời, rất là tốt, nhưng mà khúc sau, lúc sau này á, có thể có những cái sự có một cái điều gì đó hai người làm cho cái mối quan hệ này nó đi vào cái sự khó khăn, giống như là cãi nhau hay là một cái điều gì đó mà làm lỗi cho nhau, làm cho nhau cảm thấy hơi bị tổn thương, hoặc là không có hoàn toàn phô bày cho nhau biết được về chính bản thân mình như thế nào cho cái đối phương ha. Ở đây thì có những cái thông điệp tình yêu trong cái mối liên kết giữa crush với bạn á, là bạn hãy thắp sáng lên cái ngọn lửa của trái tim của bạn. Đây là thời gian mà bạn trải nghiệm tình yêu. Bạn hãy chân thật và thực thực sự là bản thân mình, và chân thật với những cái điều mà bạn cảm thấy. Hãy để cho cái mối quan hệ này một cơ hội. Hãy học cái cách kết hợp bản thân mình với người khác để có một cái tình yêu mà chúng ta mong muốn. Vậy thì bây giờ tóm lại cái tủ số 1, mình thấy là bạn với cái người này có liên kết, là soulmate của nhau. Vì vậy cho nên trong những cái thời gian đầu tiên gặp nhau, cái tình cảm giữa bạn với cái người này rất là dễ thương, rất là hòa đồng, rất là tuyệt vời. Nhưng mà giữa bạn với cái người này chưa hoàn toàn tiến lên được nhanh nhanh chóng. Mình thấy rằng một là cái người crush này của bạn họ mới vừa bước ra khỏi một cái mối quan hệ nào đó. Một số trường hợp có những bạn có cái người crush này họ đã từng có gia đình ha. Vì vậy cho nên họ bị tổn thương, và khi gặp bạn thì họ cảm thấy họ không cần phải nghĩ quá nhiều về những chuyện quá khứ, hoặc là họ cảm thấy được chữa lành, được được yêu thương, được hòa mình với nhau, không cần phải nghĩ quá nhiều, không cần phải áp lực quá nhiều. Và cái tình cảm dành cho bạn không phải là quá nhiều, nó là những cái điều giống như bạn bè chia sẻ với nhau, rất tích cực và rất là cân bằng ha. Cái người này, nếu như mà nói về cái tình cảm dành cho bạn, thì cái người này không chấp nhận cái tình cảm, chưa chấp nhận cái tình cảm rằng là mình có tình cảm với cái người với bạn ha. Ross có tình cảm với bạn, hoặc là họ cảm thấy rằng là họ cái thời điểm này là chưa đúng để mà họ có thể nhìn nhận cái tình cảm này hoặc là tiến lên một bước. Vì vậy cho nên mình thấy rằng là ở cái thời điểm này á, bạn với cái người này vẫn là bạn bè với nhau, hỗ trợ nhau những cái điều tích cực. Nhưng mà về tương lai xa hơn thì mình không biết. Nhưng mà mình thấy rằng cái liên kết giữa bạn với cái người này có những cái khoảnh khắc rất là lãng mạn với nhau. Mình thấy có cái sự phụ thuộc cảm xúc hoặc là giận dữ ở đây. Có thể bạn với cái người này có những cái vấn đề gì mà không chưa có nói chuyện rõ với nhau, hoặc là làm cho nhau buồn, hoặc là một cái sự ra đi nào đó của cái người này làm cho bạn buồn, bạn không có thể hiện được cái cảm xúc của mình. Mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 1 ở đây ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tụ bài màu xanh. Thì ở đây á, mình rất là chúc mừng bạn nào chọn cái tụ bài này, bởi vì cái người crush này của bạn á, rõ ràng là họ muốn cho cái mối quan hệ này một cái cơ hội, và cái thông điệp rất là tích cực ha. Họ muốn cho cái mối quan hệ này một cái cơ hội. Tình cảm của họ trong cái mối quan hệ này rất là nhiều cái sự đam mê, rất là nhiều cái sự cuốn hút, và họ cảm thấy bạn rất là dễ thương, rất là ngọt ngào. Họ cảm thấy bạn là một cái true love của họ. Nhưng mà ở đây mình thấy giữa bạn với cái người này vẫn có những cái vấn đề liên quan đến cái việc là bạn không có tin tưởng vào cái tình yêu này. Cái người crush này có lẽ như họ nhìn thấy cái tiềm năng phát triển của cái mối quan hệ này. Mình thấy rằng là họ sẽ cho cái mối quan hệ này một cơ hội.
họ sẽ muốn họ muốn bắt đầu cái liên kết này với bạn. Liên kết này giữa bạn với cái người này là soulmate của nhau, và mình thấy rằng là tình cảm rất là nhiều. Và cái người này, mình không biết cái người nam này có thể họ họ đang trong một cái mối quan hệ khác trong một số trường hợp ha, họ có người yêu rồi, nhưng mà trong một số trường hợp có thể là bạn có người yêu nữa. Mình thấy rằng cái người này họ cũng me bạn nhiều rồi, nhưng mà dường như là họ cũng sợ cái sự từ chối tình yêu từ bạn đó ha, và họ muốn là đợi đến một cái thời gian chín mùi, đến một cái thời gian ổn thỏa nhất để mà họ bày tỏ cái tình cảm này. Mình thấy những cái khoảnh khắc mà hai người ở bên nhau á, cảm thấy rất là thoải mái với nhau, và cái người này cũng đang dò ý bạn xem coi bạn như thế nào ha. Giữa bạn với cái người này có thể có một cái khoảng thời gian xa cách nhau nữa, hoặc là trong hiện tại bạn với cái người này có một cái khoảng thời gian, một cái khoảng khoảng không gian gì đó dành để mà một mình để suy ngẫm, suy nghĩ, để chọn cái con đường tiếp theo. Có thể rằng là trong quá khứ hai người đã từng gắn bó với nhau ở một cái chặng đường nào đó ha, và bây giờ bạn cũng đang nghĩ về cái vấn đề là liệu rằng tương lai bạn có muốn chọn cái mối quan hệ này không. Cái người crush này á, họ cũng đang phải đối mặt với nhiều cái vấn đề, là họ phải làm như thế nào với cái mối quan hệ này. Mình thấy rằng là mình nghĩ rằng cái người này họ có nhiều tình cảm với bạn, vì vậy họ muốn bày tỏ cái tình cảm này với bạn. Họ ôm ấp cái niềm hy vọng rằng bạn sẽ chấp nhận cái tình cảm này. Trong một số trường hợp ha, trong cái trường hợp khác ha, ở đây á, mình thấy có hai trường hợp hồi nãy mình nói rồi ha. Mình thấy á, có một cái trường hợp khác nữa, đó là bạn với cái người này hiện tại đã có những cái tình cảm sâu sắc với nhau rồi, nhưng mà chưa công khai, có nghĩa là đã thích nhau rồi, đã ngầm ngầm là dành cho nhau rồi, đã có những cái khoảng thời gian mà coi như là âm thầm yêu nhau rồi, nhưng mà không có bày tỏ hoặc là không có thể hiện ra trước công chúng hoặc là mọi người xung quanh ha, thì đang chờ một cái thời gian tốt nhất để mà gọi là sao ta, mở cái câu chuyện này ra một cách công khai. Ok, tóm lại là cho dù là như thế nào đi chăng nữa thì cái mối quan hệ này, cái người crush của bạn muốn cho cái mối quan hệ này một cơ hội, và cái tụ số 2 rất tốt, rất đẹp, rất tích cực. Và cái thông điệp nó cũng khá là ngắn gọn ha. Thì mình sẽ kết thúc cái tụ này ở đây ha. Xin chào các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài này ha. Thì mình thấy crush của bạn á, nhìn thấy bạn là một người đẹp, một người mà họ thích ha. Giữa bạn với cái người này á, mình nghĩ rằng cũng me nhau rồi. Mình không biết rằng á, là bạn với cái người này có đang liên lạc hay không, nhưng mà ở đây mình thấy rằng là bạn với cái người này không có đang liên lạc với nhau, bạn với người đang chia xa, hoặc là đang đang không có nói chuyện với nhau, không có bắt đầu cái mối quan hệ, hoặc là không có trò chuyện nhiều với nhau, và thậm chí là ngắt kết nối trên mạng xã hội nhưng mà vẫn còn follow nhau. Bạn cũng dò xét cái tình hình của người kia, còn cái người kia thì họ cũng tìm một số cái thông tin nào đó để biết về bạn. Mình thấy rằng là nếu là nữ thì sẽ là cung lửa hoặc là cung khí, còn nếu là nam thì sẽ là cung nước, cung khí luôn ha. Ở đây cái nguồn năng lượng của khí rất là mạnh. Mình thấy có một cái vấn đề nào đó xảy ra về ở bên phía của cái người crush đó của bạn, thì họ họ cũng trải qua một cái khoảng thời gian có thể là mệt mỏi với cái chuyện cá nhân của họ, có thể là chuyện tình cảm cá nhân của họ. Mình thấy cái mối quan hệ này á, cái người này họ sẽ tiến về phía bạn, họ sẽ contact với bạn, họ sẽ nói chuyện với bạn, họ sẽ offer cho bạn cái tình cảm, nhưng mà mình thấy cái tình cảm giữa cái người crush này với bạn á, dường như là nó không có được sự ủng hộ đồng thuận
của đạo đức hoặc là gia đình hai bên hoặc là tôn giáo, không có cùng tôn giáo. Thậm chí ở đây mình thấy rằng là một số bạn á, mình thấy cái crush của một số bạn á, khi mà cái tình cảm của cái người đó dành cho bạn á, thì mình thấy là nó hoàn toàn chưa có được giải phóng hết, nó hoàn toàn chưa được thắp lửa lên. Và mình thấy rằng là có thể á, một trong hai các người crush đó của bạn, hoặc là một trong hai hai người á, là đang ở trong cái mối quan hệ đã kết hôn ha. Mà mình nghĩ rằng á, là cái người crush này với bạn á, thì mình vẫn thấy rằng là hai người cũng có duyên với nhau lắm, giống như là một cái món quà vậy đó. Khi mà mình gặp nhau á, mình sẽ không biết đó là cái món quà của mình, đó là cái người đến với mình sẽ có những cái tình cảm với mình, hoặc là mình có tình cảm với họ, hai người sẽ thu hút nhau ha, mình không biết điều đó. Nhưng mà khi mà một khoảng thời gian bắt đầu trò chuyện hoặc bắt đầu như thế nào đó nó mở ra rồi á, thì giữa bạn với cái này phát sinh tình cảm. Có thể rằng là vì một số cái vấn đề nào đó không có đồng thuận hay vân vân á, thì cả hai người ngắt kết nối với nhau. Ở đây mình thấy rằng là cái người crush này của bạn á, nếu như mà họ đang trong mối quan hệ hôn nhân á, thì có thể cái người crush này họ sẽ cắt bỏ cái mối quan hệ hôn nhân đó, họ sẽ thoát ra khỏi cái mối quan hệ. Một là mối quan hệ cũ ha, hai là mối quan hệ hôn nhân. Nếu như mà họ đang trong điều đó thì họ sẽ vượt ra khỏi cái xiềng xích, hoặc là họ vượt ra khỏi cái sự tiêu cực mà họ đã nhận trong cái tình cảm cũ, để mà họ thoải mái tiến về phía bạn. Mình thấy cái mối quan hệ này giữa bạn với cái người này rất là có tiềm năng để đến với nhau và kết hôn luôn, thậm chí là như vậy. Bởi vì cái người nam này trong mắt họ, họ đã để cái hình bóng của bạn ở trong trong mắt của họ. Ok, mình sẽ kết thúc cái tù bài số 3 ở đây ha.